Vào ngày 10 tháng 1, dân mạng chấn động trước thông tin nữ thần Line Nancy Momoland bị phát tán ảnh chụp lén trong rút kín 500 thành viên. Ngay lập tức, fan đã trend hashtag Our Rainbow Nancy, đồng thời gửi email đến MLD Entertainment, yêu cầu công ty có động thái bảo vệ nữ idol. Sau một ngày, cuối cùng công ty quản lý của nữ idol cũng đưa ra thông báo chính thức. Đáng nói hơn cả, theo thông tin từ báo hàng, Nancy đã bị chụp lén lúc thay đồ trong hậu trường lễ trao giải Asia Artist Award 2019 diễn ra tại Việt Nam. Sự việc trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh cũng như tinh thần của Nancy. Chính vì vậy, công ty quyết định nhờ đến pháp luật để xử lý nghiêm minh cả người chụp lẫn người phát tán trái phép hình ảnh của Nancy. Theo tuyên bố của MLD và ban tổ chức AAA, cảnh sát Hàn Quốc và Việt Nam sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này. Đây là MLD Entertainment. Gần đây, những bức ảnh chụp lén bất hợp pháp liên quan đến Nancy, nghệ sĩ của công ty chúng tôi, đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Nancy là nạn nhân của hành động chụp lén và chỉnh sửa ảnh trái phép. Người cần ưu tiên được bảo vệ ở đây là Nancy, mong các bạn hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ đối với cả người chụp lén và người phát tán những hình ảnh của Nancy, thông qua cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật ở trong và ngoài nước. Thông qua đại diện pháp lý, chúng tôi sẽ thực hiện các hình phạt dân sự và hình sự đối với hành vi vi phạm đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, truyền bá nội dung khiêu dâm và các quyền cá nhân theo đạo luật thông tin và truyền thông. Nancy hiện đang suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Chúng tôi tha thiết hy vọng sẽ không có nhiều bài viết, bình luận ác ý liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ hình ảnh của nghệ sĩ, tránh thiệt hại thêm thông qua việc theo dõi liên tục. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ mà không có sự khoan hồng hoặc gian xếp nào. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ nghệ sĩ của chúng tôi. MLD Entertainment sẽ tiếp tục cố gắng hết sức bảo vệ các nghệ sĩ. Ngay sau đó, ban tổ chức lễ trao giải Asia Artist Award AAA cũng đã đưa ra lời xin lỗi Nancy, đồng thời tuyên bố cam kết sẽ tích cực hợp tác với cơ quan pháp luật tại cả Hàn Quốc và Việt Nam để có hành động pháp lý đối với thủ phạm. Xin chào, đây là ban tổ chức Asia Artist Awards. Gần đây, những bức ảnh chụp lén Nancy, MC của Asia Artist Awards 2019 tại Việt Nam đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi rất tiếc về sự cố này. Ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi đến Nancy là nạn nhân của chụp lén và chỉnh sửa ảnh trái phép. Chúng tôi đang tích cực hợp tác với cơ quan pháp luật tại cả Việt Nam và Hàn Quốc để có hành động pháp lý nghiêm minh với người chụp lén và phát tán hình ảnh của Nancy. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ làm việc với MLD Entertainment để tiếp tục theo dõi tình hình và cùng thực hiện các hành động pháp lý đối với những bài đăng, bình luận ác ý, tránh có thêm thiệt hại. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự khó chịu cho những người yêu mến Nancy. Xin hãy tiếp tục ủng hộ cô ấy. Theo như đã đưa tin, ngày 10 tháng 1 trên diễn đàn On K-pop xuất hiện bài viết cho hay thành viên Nancy thuộc nhóm nhạc Momoland trở thành nạn nhân mới nhất của hành vi chụp lén khiến khán giả xôn xao. Cụ thể, một tài khoản Twitter đã đăng tải hình ảnh nữ thần xinh đẹp đang thay trang phục với sự trợ giúp của nhân viên hậu trường và stylist. Bức ảnh có vẻ như được chụp bởi một nhân viên khác đứng khá gần Nancy. Tài khoản Twitter này khẳng định rằng bức ảnh ban đầu xuất hiện trong fan club của nhóm nhạc khác trên ứng dụng Discord và đã có hơn 500 người xem khoảnh khắc nhạy cảm của Nancy. Những cuộc tranh luận ngay lập tức nổ ra. Các fan thì chỉ trích công ty quản lý của Momoland đã không có những sự quản lý chặt chẽ đối với nhân viên của mình khi để thần tượng bị chụp ảnh quá dễ dàng, thậm chí là ở những nơi nhạy cảm như phòng thay đồ. Nancy sinh năm 2000, được xem là một trong những thần tượng nổi bật của xứ sở kim chi nhờ vẻ đẹp lai pha trộn giữa hai dòng máu Mỹ - Hàn Quốc. Cô sở hữu chiếc mũi cao thẳng tắp, cặp mắt to tròn, môi dày và làn da trắng sáng. Ngoài ra, Nancy còn xếp thứ 10 trong danh sách những gương mặt nữ đẹp nhất thế giới năm 2020 do TC Candle bầu chọn cuối tháng 12 vừa qua.